Nếu bạn là một trong những người chỉ trích huấn luyện viên Truje sau sự khởi đầu không tốt với đội tuyển Việt Nam, hãy tạm thông cảm cho vị huấn luyện viên người Pháp đôi chút. Đành rằng ông phải là người chịu trách nhiệm chính cho những thất bại của đội tuyển quốc gia. Nhưng trên một góc độ nào đó, vận may đang không song hành với vị huấn luyện viên này. Tôi đang đề cập đến câu chuyện chấn thương từ các trụ cột mà cứ mỗi đợt tập trung đội tuyển, chiến lược gia 68 tuổi lại một lần nữa phải đối mặt với những cơn đau đầu. Trước thềm tập trung Asian Cup, huấn luyện viên Truje đón nhận hàng loạt thông tin dữ dội khi Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức hay Văn Hậu đều gặp những chấn thương khác nhau. Thời điểm đó, truyền thông Việt Nam còn vẽ ra một đội hình cực mạnh gồm 11 cầu thủ vắng mặt ở Asian Cup. Cá với bạn rằng, đội hình này mà đem đi chinh chiến với những đối thủ sừng sỏ trong khu vực, chưa biết ai là ai. Bỏ qua một kỳ Asian Cup đáng thất vọng, chúng ta lại đón chờ đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào cuối tháng 3. Ai cũng mong chờ binh đoàn Rồng Vàng có thể trả đầy đủ món nợ đã vay trước đối thủ Indonesia ở Asian Cup. Quan trọng hơn cả, hai trận đấu với đối thủ mang tính chất quyết định đến thứ hạng của đội tuyển Việt Nam ở bảng F vòng loại World Cup 2026. Vẫn có những khó khăn, vẫn có một vài vấn đề xuất hiện trong quá trình chuẩn bị. Tất cả những điều đó đã được huấn luyện viên Truje cùng các cộng sự dự đoán từ trước. Thế rồi đùng một cái, hàng loạt cầu thủ gặp chấn thương trong trận đấu cuối cùng của lượt đi V-League 2023-2024. Chi tiết và nguyên nhân dẫn đến chấn thương của bộ đôi Bùi Hoàng Việt Anh, Tuấn Hải như thế nào, chắc có lẽ tôi cũng không cần kể lại. Chỉ là khó khăn càng thêm khó khăn, vì huấn luyện viên Truje sẽ không thể có được sự phục vụ của Tuấn Hải trong hai trận đấu tới. Hải bé đóng một vai trò rất quan trọng trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên người Pháp. Còn nhớ ở Asian Cup vừa qua, huấn luyện viên Truje đã sử dụng tiền đạo sinh năm 1998 với nhiều vai trò khác nhau. Trong trận ra quân gặp đối thủ Nhật Bản, Tuấn Hải đã được bố trí chơi tiền đạo cắm. Anh không phụ sự tin tưởng của ban huấn luyện bằng pha lập công lịch sử vào lưới đội bóng top 1 server châu Á. Trận tiếp theo gặp Indonesia, Tuấn Hải lại được bố trí đá tiền đạo lệch cánh trái để thay cho người đàn em Đình Bắc gặp chấn thương. Khi chơi ở hành lang cánh, nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng quấy phá hàng thủ biến anh trở thành mũi nhọn nguy hiểm tại đây. Trong khi đó, dù không có sở trường là đá cắm, nhưng nếu được huấn luyện viên Truje bố trí, Tuấn Hải vẫn phát huy tối đa những phẩm chất tốt nhất. Từ sự can lướt, lùi về hỗ trợ và triển khai bóng với đồng đội, cho đến cả khâu ghi bàn. Dù ở vị trí nào đi nữa, Phạm Tuấn Hải vẫn làm rất tốt vai trò tuân thủ đấu pháp chiến thuật. Thế nên không quá khi nói, thiếu vắng Tuấn Hải là một tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là trong hai trận đấu gặp Indonesia sắp tới. Đây là sự cố không mong muốn và huấn luyện viên Truje cùng các cộng sự sẽ phải thay đổi lại cách chuẩn bị cũng như nhân sự bố trí cho trận đấu này. Bởi nếu trong bối cảnh đẹp nhất, Tuấn Hải và Tiến Linh sẽ là hai trong số những mũi tấn công đem đến sự yên tâm tại đội tuyển Việt Nam. Nếu cả hai cùng xuất phát ngay từ đầu, Tuấn Hải có thể đảm đương vị trí bên hành lang cánh, trong khi Tiến Linh trở về với vai trò trung phong quen thuộc. Nhưng giờ huấn luyện viên Truje buộc phải lựa chọn Tiến Linh cho một suất đá chính và đặt trọn toàn bộ niềm tin vào cầu thủ đang khoác áo Bkmex Bình Dương. Kể cả trong trường hợp Tuấn Hải không gặp chấn thương, Tiến Linh vẫn là niềm hy vọng hàng đầu. Những mũi tấn công chính đội tuyển quốc gia hiện nay không có nhiều và nhiều người trong số họ cũng đạt phong độ không tốt. Ví dụ như trường hợp của Văn Tùng hay Văn Trường, những cầu thủ có thể chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Kể từ khi trở về Asian Cup, Văn Tùng không có nhiều đất diễn trong áo câu lạc bộ Hà Nội, trong khi đó Văn Trường vẫn chưa được trao cơ hội để chứng tỏ. Giờ thì Tiến Linh sẽ là lựa chọn hàng đầu, không thể khác được. Tín hiệu tích cực cho huấn luyện viên Truje là chân sút sinh năm 1997 đã nổ súng trở lại. Tiến Linh đã ghi bàn ngay trước khi V-League 1 2023-2024 khép lại lượt đi. Cú đúp vào lưới sông Lam Nghệ An không phải là những bàn thắng quá đặc biệt, đó là một pha làm bàn trên chấm 11m và một bàn còn lại từ cự ly gần. Nhưng với Tiến Linh, hai bàn thắng có được là cả một cú hích lớn về mặt tinh thần trước khi tập trung đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Truje rất cần sự tự tin này trở lại trên đội tuyển quốc gia. Thời điểm hiện tại, nếu được gọi, Tiến Linh sẽ thuộc vào hàng ngũ những cựu binh dày dặn kinh nghiệm. Bản lĩnh và khả năng chịu áp lực của anh sẽ giúp ích rất nhiều trong hai trận đấu tới, đặc biệt là chuyến làm khách tới sân Bung Karno. Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Truje mới chỉ trao cơ hội cho Tiến Linh ở 4 trận đấu. Điều đó không có nghĩa ông không muốn sử dụng tiền đạo gốc Hải Dương về mặt chuyên môn. Chỉ là chấn thương của Tiến Linh thường rơi vào thời điểm tập trung đội tuyển quốc gia, khiến anh bỏ lỡ cơ hội ghi điểm với ông thầy. Nhưng giờ sẽ là câu chuyện khác khi tất cả những sự kỳ vọng trên hàng công đều đổ dồn về cầu thủ này. Tất nhiên huấn luyện viên Truje cũng cầu nguyện thần may mắn sẽ ở bên để Tiến Linh không gặp chấn thương trong trận đấu cuối cùng tại cúp quốc gia trước khi lên tuyển. Ngoài ra, vị chiến lược gia người Pháp có thể đặt niềm tin thêm vào những lựa chọn khác. Nhân vật rất được huấn luyện viên Truje để ý trong thời gian gần đây đó là Nguyễn Công Phượng. Việc huấn luyện viên người Pháp lặn lội sang tận Nhật Bản xem cầu thủ sinh năm 1995 thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Yokohama mở ra cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam.
Có thể phong độ và tần suất thi đấu của Công Phượng không cao như thời thi đấu ở V-League, nhưng như cách các chuyên gia vẫn nhận định, đây là cầu thủ có tố chất đặc biệt, không thể lẫn vào các tiền đạo khác. Một cầu thủ đặc biệt của những khoảnh khắc đặc biệt và trong những hoàn cảnh đặc biệt. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chỉ ra sân 6 phút trong năm 2023, bị đặt dấu hỏi về cảm giác bóng. Tuy nhiên đây là mẫu cầu thủ có tốc độ, sức dướn, khả năng đi bóng lắt léo cũng như kinh nghiệm. Yếu tố mà hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đang còn thiếu. Và những lần chạm trán với chính đối thủ Indonesia trước đây sẽ là một công cụ rất tốt giúp huấn luyện viên Chu Dê cân nhắc cho đợt tập trung sắp tới. Trước mắt những chiến binh sao vàng là một đội tuyển Indonesia không chỉ mạnh về thể chất mà còn cả tư duy chơi bóng, nên phương án sử dụng cầu thủ đang thi đấu ở nền bóng đá phát triển như Nhật Bản là một lựa chọn không tồi. Và chắc chắn chuyến đi sang Nhật Bản vừa rồi không phải một chuyến thăm bình thường mang mục đích động viên. Dù có thể không sử dụng Công Phượng ở đội hình chính thức, tiền đạo sinh năm 1995 hoàn toàn có thể tạo ra những khoảnh khắc đột biến ở thời điểm ngặt nghèo nhất. Bên cạnh Tiến Linh và Công Phượng, trong tay nhà cầm quân người Pháp còn có Văn Toàn hay Đình Bắc sẵn sàng thế chỗ của Tuấn Hải trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Đây đều là những cái tên được luân phiên sử dụng ở Asian Cup 2023 vừa qua. Cả hai đều là mẫu cầu thủ giàu tốc độ, tạo đột biến tốt nhưng lại không phải mẫu trung phong bám vào vòng cấm để săn bàn. Và dường như phù hợp nhiều hơn với thế trận phòng ngự phản công. Văn Toàn ghi một bàn cho đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Philippines trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11. Vấn đề duy nhất của cầu thủ đang thuộc biên chế thép xanh Nam Định là khả năng dứt điểm. Đây cũng là lý do khiến số lượng bàn thắng của Văn Toàn trong áo đội tuyển quốc gia tương đối hạn chế. Trong khi đó với Đình Bắc là yếu tố kinh nghiệm thi đấu quốc tế dẫn tới tâm lý thi đấu chưa ổn định. Trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nóng của đội tuyển Việt Nam, Tuấn Hải luôn là lựa chọn số 1 nơi hàng công. Và việc thiếu vắng cầu thủ sinh năm 1998 mang đến một bài toán hóc búa với chiến lược gia người Pháp. Hy vọng trong cái khó, ló cái khôn và chân nhân sẽ lộ tướng trong quãng thời gian khó khăn này. Hai cuộc đấu với Indonesia sẽ cực kỳ quan trọng và thách thức với thầy trò luyện viên Chu Dê. Việc lựa chọn nhân sự, đặc biệt là hàng công, sẽ quyết định rất nhiều đến thành bại của đội tuyển Việt Nam.